Ăn nhanh cho tâm hồn, số 225. Tác giả: Linh mục Francisco Xavier Trần Quảng, dòng Chúa Cứu Thế. Giọng đọc: Teresa Ngọc Nga và Maria Thùy Trâm. Chủ đề: Tai ương vạ gió. Lời Chúa: Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của chính mình là người nhà. Matthew chương 10 câu 34-36. Vấn đề sự giữ, dù đứng trên phương diện nào, với trí hiểu giới hạn của con người, mãi mãi là một mầu nhiệm không hiểu thấu và khó đoán nhận. Có những sự giữ con người phải đón nhận từ bẩm sinh, dù muốn dù không vẫn phải mang vác nặng nề, kéo lê lết suốt cuộc đời. Ví dụ như ai đó sinh ra đã bị dị tật nào đấy chẳng hạn. Có những sự giữ do sự lựa chọn sai lầm của chúng ta chẳng hạn, vì tham tiền bất chính mà đi ăn trộm tiệm vàng bạc rồi bị bắt và bị đi tù. Có nhiều sự giữ trong thế gian này, nhưng chung quy sự giữ được phân chia làm hai loại: sự giữ thể lý và sự giữ luân lý. Ở bài này, người viết tập trung nhiều vào vấn đề sự giữ thuộc phạm vi luân lý. Trước tiên, sự giữ thể lý là những khiếm khuyết về thể lý nơi các thọ tạo, mà đáng lẽ thứ này hay vật nọ phải có nơi hữu thể đó theo lẽ rất tự nhiên. Sự giữ và đau khổ về thể lý gây ra rất nhiều bi đát, nhưng nó vẫn mang tính ít mầu nhiệm hơn so với sự giữ về luân lý. Ví dụ một: một con gà theo tự nhiên phải có hai chân, nhưng vì lý do nào đó nó chỉ có một chân, thì con gà ấy vẫn là gà, bị gọi là khuyết tật hay bị khiếm khuyết. Ví dụ hai: chúng ta bị bệnh, đau chỗ này, nhức chỗ kia, là vì thân thể của chúng ta bị khiếm khuyết những chất, những thứ đáng lẽ trong cơ thể chúng ta phải có. Khi đó ta cần phải uống thuốc hay ăn những chất thích hợp để tăng những thứ đang thiếu vào trong cơ thể. Nếu hấp thụ tốt và thích hợp thì cơ thể phục hồi, nó không bị khiếm khuyết nữa. Những trục trặc, những bất toàn, những khiếm khuyết xảy ra đến về phương diện vật chất được gọi là sự giữ thể lý. Bên cạnh sự giữ thể lý là sự giữ gây ra đau khổ cho chúng ta, còn có sự giữ mà chính chúng ta gây ra, gọi đó là sự giữ luân lý. Dĩ nhiên, sự giữ luân lý cũng như sự giữ vật lý không phải do Thiên Chúa đưa đến, mà do chính chúng ta gây ra hoặc sự giới hạn cố hữu của loài thọ tạo. Sự giữ luân lý là những chọn lựa tự do của ý chí làm những điều trái với lương tâm tốt lành được thiết lập bởi Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa không cất đi sự giữ luân lý khỏi chúng ta? Thưa, tình yêu thì không thể bị ép buộc, nên sự tự do ý chí là nguyên nhân duy nhất lý giải cho tình yêu của Thiên Chúa. Tôn trọng sự chọn lựa tự do của con người, tình yêu là dấu chỉ sung mãn nhất của sự sống. Đặc tính cốt yếu của tình yêu chính là sự sống nơi Thiên Chúa. Thế nên, Thiên Chúa không thể lấy đi sự chọn lựa tự do của con người, và Ngài cũng không thể cất đi sự chọn lựa luân lý của con người. Sự tự do chọn lựa là cái làm nên bản chất của con người, của tình yêu. Vấn đề sự giữ, đau khổ thể lý thường ít mầu nhiệm hơn sự giữ luân lý, và sự giữ vật lý thì kém quan trọng hơn so với sự giữ luân lý. Sự giữ luân lý thì nguy hiểm, trầm trọng hơn sự giữ vật chất hay sự giữ cảm xúc. Tội lỗi thì tệ hại hơn bệnh tật. Đó là lý do trên cây thánh giá, Chúa Kitô đã chịu sự giữ ít hơn để xóa đi sự giữ lớn hơn. Người chịu đựng cái chết tạm thời trong thân xác người để cứu chúng ta khỏi cái chết đời đời trong linh hồn chúng ta. Vì lợi lại cả thế gian mà mất linh hồn nào ích gì?
Vấn đề sự giữ luân lý chỉ xảy ra nơi động vật có lý trí. Chỉ có nơi con người, vấn đề của sự giữ luân lý là sự chọn lựa tự do của ý chí hơn là tranh biện logic. Vì là con người có lý trí, nên có thể cùng hoàn cảnh, mỗi người có thể dựa vào ý chí tự do của mình đưa ra những chọn lựa khác nhau. Vì là con người có ý chí tự do và sống chung với những người khác trong những cộng đồng, nên chúng ta có thể chủ động đưa ra những chọn lựa của chính mình. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng có thể chủ động đưa ra những phản ứng trước những hành vi luân lý của người khác nhắm đến chúng ta, gây hại cho chúng ta hoặc làm ảnh hưởng, phương hại tới cộng đồng. Nếu chúng ta chủ động đưa ra những hành động luân lý của chính mình, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về những hành vi đó. Còn trong trường hợp những người khác quy buộc những hành vi luân lý nào đó lên chúng ta, thì việc chúng ta chọn lựa đưa ra những phản ứng lại khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Tuy nhiên, trong đời sống tương quan giữa người với người vốn phức tạp, nên những phản ứng của chúng ta trước những thái độ, hành vi của người khác làm phương hại đến chúng ta hay cộng đồng vô cùng quan trọng. Vì có ý chí tự do, chúng ta có quyền đưa ra những chọn lựa đúng đắn cho mình để chống lại, để làm sáng tỏ nếu nó liên quan tới cộng đồng. Còn trên bình diện cá nhân, có nhiều cách, nhưng có lẽ cách thinh lặng với thời gian là phương dược hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, trong cuộc sống, nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chúng ta muốn sống yên thân, chúng ta chẳng liên quan gì đến, nhưng cứ bị những tiếng ong, tiếng ve, hay bị tai ương vạ gió. Trước những cảnh huống đó, chúng ta phản ứng lại thế nào? Chúng ta có thể không thay đổi được những người lui tới với chúng ta, nhưng chúng ta có thể thay đổi những người chúng ta chọn để lui tới. Chúng ta phải chủ động thay đổi chính chúng ta, chứ đừng mong thay đổi họ. Thay đổi mình, chứ đừng thay đổi người khác. Thiên Chúa còn tôn trọng sự tự do ý của người khác, mặc dầu biết chọn lựa của họ là sai, là tội lỗi. Nhưng Ngài đã không thay đổi họ. Vậy, tại sao chúng ta cứ muốn thay đổi được người khác, trong khi chúng ta không hiểu thấu nguyên nhân, kết quả hành động, phản ứng, lối sống của họ? Chuyện được thuật lại liên quan tới người viết. Tôi biết một gia đình ở quận Cam bên California từ thuở mới lớn, cách đây đã hơn 20 năm. Vì biết tôi nên họ thường nghe những bài giảng của tôi trên YouTube do những giáo dân tốt lành post lên. Một lần trong chuyến lái xe đường dài, người con đã mở cho mọi người trên xe nghe một bài giảng tĩnh tâm mùa chay hay mùa vọng nào đấy của tôi. Trong đó, tôi đã chia sẻ về thứ tự ưu tiên, về các mối tương quan trong đời sống gia đình theo nhãn quan Công giáo. Tương quan số 1, tương quan giữa vợ chồng. Vì lẽ Kinh Thánh dạy rằng, người đàn ông lìa bỏ cha mẹ mà luyến ái với vợ mình, và cả hai nên một. Tương quan số 2, tương quan giữa cha mẹ và con cái. Khi con cái còn ở với mình, chưa lập gia đình, khi trong lễ cưới, đôi hôn nhân được mời gọi phải tuyên hứa, sẵn sàng hy sinh và giáo dục con cái theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh của Người, nên họ phải có bổn phận, trách nhiệm đối với con cái khi chúng chưa trưởng thành. Tương quan thứ 3, tương quan hiếu thảo giữa con cái và cha mẹ. Phụng dưỡng, hiếu thảo với cha mẹ, đó là điều răn thứ 4 trong 10 điều răn. Sau khi nghe xong bài giảng này, đã có một cuộc bất đồng nảy lửa giữa người mẹ và người con trai. Người mẹ trong hoàn cảnh già rồi, muốn số 3 phải được đưa lên hàng đầu. Người mẹ, với cái nhìn của Đông Phương, thì đạo hiếu phải được ưu tiên hàng đầu. Người con đang tuổi trẻ, lo lắng cho vợ cho con, thì ủng hộ lập trường của Kitô giáo.
hai mẹ con đã tranh cãi nảy lửa và giận nhau. Chuyện hai mẹ con họ giận nhau vì bài giảng của tôi, mặc dầu tôi không liên quan, trọng bên này, nhẹ bên kia. Vậy mà, người mẹ nhắn tin cạch mặt tôi. Bà bảo, tại nghe bài giảng của tôi, dẫn đến bà và con trai bà giận nhau. Tôi là nguyên nhân gây chia rẽ, mất bình an cho bà. Tuy nhiên trong thực tế, tôi nào có bảo, có xúi bà và con bà cãi nhau đâu. Thậm chí, tôi chẳng biết họ nghe ở đâu, khi nào. Tôi cũng không biết chuyện và không có ý giảng cho họ nghe. Tôi không hề can dự vào những tình tiết, chi tiết họ tranh biện khi ấy. Tôi đâu có mời, có ép bà và con bà nghe đâu. Họ tự do chọn nghe mà. Khi bà phản ứng giận dữ vì bài giảng của tôi đang bị sự giữ luân lý từ bà hướng tới tôi. Tôi phải phản ứng lại như thế nào? Trước tiên tôi cảm rất rõ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng vang lên. Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để chia sẻ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Matthew chương 10 câu 34 đến 36. Chân lý, lời Chúa tự bản chất là gây chia rẽ giữa những người phải đưa ra lựa chọn cho lối sống theo lời Chúa hay không theo. Thứ đến, trước cái tạm gọi là tai ương vạ gió này thì chỉ thinh lặng, vì chính Chúa Giêsu cũng đã thinh lặng trước những lựa chọn luân lý sai khi người ta hướng đến người và kể cho thời gian sẽ làm thay đổi lòng họ và lòng mình. Sự thật sẽ giải thoát anh em. Chỉ tiếc một điều là khi đó đã có vết nứt rồi, thì có băng bó mấy cũng không lành lặn được như trước nữa. Tốt hơn thận trọng, đừng tạo ra vết nứt, mà đã có vết nứt rồi, đừng khoét sâu thêm. Như một lời kết, Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài đã đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước vì muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau. Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai. Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại vì muốn chúng ta nói ít, nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác. Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi vì muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài cơ thể, những thứ dễ dàng bị mất mát. Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực vì muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài. Cùng suy nghĩ và hành động. Tôi đã có những kinh nghiệm nào về sự giữ thể lý nơi tôi hay nơi những người mà tôi gặp gỡ quen biết? Tôi đã kinh nghiệm hay hối tiếc nào về những lựa chọn dẫn đến những sự giữ trong luân lý? Tôi phản ứng thế nào khi bất chợt có một sự lựa chọn sự giữ luân lý mà người khác nhắm đến tôi? Tôi có tập thinh lặng và chiêm niệm để luân lý theo ý Chúa trước những sự giữ luân lý mà người khác nhằm phương hại tôi không? Hay tôi đùng đùng đòi ăn thua đủ, tranh biện với họ không?